Hôm nay mình và mẹ đi ăn kem dừa với nhau. À, kem hôm nay là bạn chọn topping. Con ăn cái này. Xong lại bóc ra. Đây là review khô gà lá chanh. Bà bảo rất thích ăn món này. Bóc ra. Bắt tiếp nhé. Chú ý con chưa? Con thích ăn khô gà lá chanh tương tương và đây là có luôn nhé. Đây cho mọi người xem kem. Kem dừa. Kiểu kem của mẹ đang YouTube à? Vlog của con nhé. Nếu con mời mọi người qua ăn thử kem dừa. Mời mọi người nha. Ngon đấy. Vị nào con? Có dừa nữa này. Con ăn dừa mẹ ăn. Mẹ ăn thì con thích ăn kem. Một tí nước dừa này. Ngon đấy. Ngon đúng không? Chưa bao giờ con được ăn gà xé với mẹ. Thế á? Bây giờ con được ăn rồi đúng không? Con không ăn hết gà xé về con bán que. Không, con ăn đi. Là... ăn ngon rồi đúng không? Về nhà mình bắt, nhà mình bắt xanh. Hoặc là thứ kia con mang, mình mang về nhà mà nhé. Con mình được đúng không?